Nhiều quá, nước ngập trong đó thầy. Nhiều quá. Ủa, trắng tinh như luôn. Đến đây là hết. Muốn mà tre nặng cho tí nó mới về, hôm nay nó vẫn đứng sớm. Ở trong kia có bụi tre đi. Nhiều. Bụi tre này nhiều này. Nhiều lắm rồi, nhưng mà về nó đậu đám thấy. Vườn chim. Vườn chim nó về tổ. Hắn vẫn biết đó nè, hắn vẫn biết nữa nè, hay hắn vẫn biết cái cấy của hắn là bố hay. Đúng rồi. Đoàn mới về đợt tổ đây. Này còn lấy cả co cả việc nuôi cung. Wow. Vậy nhưng mà đất lành chim đậu đó. Ờ, chỗ nào bắt là nó đi liền. Không bắt nó quen rồi. Ừ. Mình không ăn gì nữa. Ừ. Vịt chơi đi, toàn vịt chơi cả đi, vịt chơi thì họ đuổi vịt chơi cả đoàn. Đây vịt chơi nhưng mà thun. Nó ăn mình lành. Ủa cá. Vịt chơi nhá, vịt chơi. Con gì vặt đó. Chộp đây ai mà dám. Chấm 5 la loại thì mà bắt. Nó còn 5%. Cấm đấy, con ăn trộm thì nó ăn, cứ ăn đi. Không mè, gặp gì. Rồng ngủ chứ, rồng ngủ. Rồng ngủ. Cho vịt cho nó ăn ở trong này, với lại có lưới con lấy đi, con co cho nó ăn. Cấm này ngay, chứ ai cấm thời gian đâu.